sĩ Thủy Trang nói rằng cần xem lại quá trình Vũ Hán lọt vào New York như thế nào. Virus Vũ Hán bắt đầu lây nhiễm tại Vũ Hán, Trung Quốc kể từ đầu tháng 12 năm 2019. Vào giữa tháng 12 thì con số đã lên hơn 10.000 người và đây là con số ảo của chính phủ đã đưa ra, con số thực cao hơn rất nhiều. 10 ngày sau đó, tức gần New Year và năm 2020, con số tăng gần gấp đôi ở Vũ Hán và hơn 5 triệu người dân Vũ Hán đã trốn chạy ra nước ngoài và hàng chục ngàn người Vũ Hán về quê ăn Tết đã trở về New York với con số bất ngờ lên đến 894.000 người ở New York và 160.000 người Trung Quốc ở New Jersey. Hai thành phố này cộng lại dân số Trung Quốc là hơn 1 triệu người. Vào đêm giao thừa, tức là vào 12 giờ vào ngày 1 tháng 1 năm 2020, Tết Tây, cả trăm ngàn người dân New York đã tràn ra đường, ôm nhau để đón Tết và đây chính là thời điểm lây lan mạnh nhất. Thành phố New York đã mời đoàn ca múa từ tỉnh Hồ Bắc, tức là thủ phủ là Vũ Hán, sang ca múa trong đêm giao thừa đón Tết Tây ở tại New York. Chia sẻ của bác sĩ Thủy Trang nói rằng, lúc xem nước Mỹ tổ chức mừng Tết vào thời kỳ dịch đang bùng phát, thì bác sĩ đã hỡi ôi và lo sợ nạn dịch sẽ bắt đầu lan nhanh ở tại New York, và quả đúng là như vậy. Thôi thì sự kiện đã qua, không đổ thừa ai. Và nay, số người đến các phòng cấp cứu ICU thuộc các bệnh viện New York đã giảm đáng kể, chỉ còn là 174 người thay vì 356 người một ngày như trước đây. Tuy nói là nước Mỹ nhìn thấy con số người nhiễm gia tăng nhanh, tuy nhiên số người khỏi bệnh cũng tăng theo một cách nhanh chóng. Đây thực sự là một tin vui nữa. Con số tử vong nước Mỹ thấp hơn nhiều so với một số nước khác, chỉ đạt là 1,74%, tức là 100 người nhiễm thì tử vong chưa tới 2 người. Theo thống kê về tai nạn giao thông ở nước Mỹ vào năm 2016 là 37.461 người đã tử vong, tức là 2 tháng là có hơn 6.200 người, và 2 tháng qua con số tử vong Vũ Hán đạt là 2.489 người. Như vậy nhìn ở một góc độ khách quan, đó là điều cũng khá là vui mừng, chưa bằng một nửa tai nạn giao thông trong 2 tháng ở Mỹ. Nếu chúng ta nhìn ở khía cạnh tích cực thì sẽ thấy nhờ vào dịch Vũ Hán nên đã xảy ra nạn cấm vận ở nhà. Nhờ vậy mà số người tử vong vì tai nạn giao thông giảm hơn 1/2 so với cùng thời điểm năm ngoái. Nói điều này không có nghĩa là xem thường việc mất mạng vì lây nhiễm virus Vũ Hán, nhưng đây chúng ta nhìn thấy một ánh sáng ở cuối đường hầm. Không khí ở trong lành hơn ở các thành phố, những thành phố lớn như là thành phố New York và thành phố Los Angeles. Nhờ vào cách chữa đúng thuốc nên con số lành bệnh tăng nhanh từ 104 người lành bệnh, những tuần đầu song song là 1.050 người đã chết. Nay con số người lành đang vượt qua mặt con số tử vong, 4.562 so với 2.489 người chết, thì đây là một tín hiệu đáng mừng. Bác sĩ Thủy Trang nói rằng ước tính mỗi ngày trôi qua thì con số lành bệnh sẽ tăng nhanh và sẽ vượt xa con số tử vong rất xa. Không tính số là 60.000 người nhiễm bệnh, và hiện nay tại riêng New York đã có hơn là 150.000 người nghi nhiễm và đã test chờ kết quả. Chỉ cần 1/3 trong con số này dương tính thì trong vòng 1 ngày sau mà thôi, New York sẽ tăng lên cả 100.000 người bị nhiễm. Thực sự là nếu thuốc chữa đúng và đầy đủ máy hỗ trợ thở, thì cho dù là nước Mỹ có 1 triệu người bị nhiễm thì cũng sẽ lành nhanh chóng. Do đó, con số lây nhiễm cao không đáng sợ, mà hãy xem con số người lành bệnh để hiểu rằng nước Mỹ có vượt qua được nỗi đau khổ này hay không, chính là con số màu xanh này. Nếu như nước Mỹ nhiễm 1 triệu người mà đều được chữa lành, thì tính về miễn nhiễm cộng đồng ở Mỹ sau này khả năng rất cao. Nhìn lại tại Thụy Điển hiện nay, con số lây nhiễm là 3.700, tuy nhiên chính phủ vẫn cho tụ tập 50 người và không cấm học sinh nghỉ học. Thụy Điển không test Vũ Hán nữa, mà chỉ test cho các trường hợp người bệnh lên cơn sốt. Và đây là phương cách cho lây lan luôn trong cộng đồng để được miễn nhiễm mà thống đốc New York Andrew ở New York cũng đã định bắt chước Thụy Điển chơi cùng chiêu này. Nhìn vào thực tế, cũng đã có hơn 300 cảnh sát New York bị nhiễm và 2 người làm việc cho sở cảnh sát New York đã vượt qua đời. Chúng ta hãy có niềm tin là dịch virus Vũ Hán sẽ qua đi nhanh nhờ vào lệnh cấm vận và chữa đúng thuốc. Virus không thể tồn tại được vì sẽ không còn host để mà lây, và những bị nhiễm sẽ lành,
kháng sinh cộng đồng chống Vũ Hán sẽ quen loại virus này, thì cơ hội Vũ Hán sẽ chấm dứt là điều hiển nhiên, như là một bài toán cộng trừ và quá dễ để mà nhìn thấy. Xin chân thành cảm ơn bác sĩ Thùy Trang Nguyễn với trang Facebook cá nhân là Thùy Trang Nguyễn với những chia sẻ hết sức là chuyên môn và đầy niềm vui, hy vọng cho rất nhiều người chúng ta. Gian lận trợ cấp chính phủ bị buộc tội hình sự ở bất hợp pháp ở Hoa Kỳ đều có thể bị sở di trú USCIS xét trục xuất. Vào ngày 5 tháng 7 năm 2018, sở di trú USCIS đã ban hành hướng dẫn cập nhật cho nhân viên của sở di trú USCIS về vấn đề Notice to Appear, đọc tắt đó là NTA, và tạm dịch là thư triệu tập, để tiến hành thủ tục đưa đương sự ra tòa di trú. NTA là một tài liệu được cung cấp cho một người nước ngoài và chỉ thị cho họ xuất hiện trước một thẩm phán của tòa di trú vào một ngày nhất định. Việc cấp NTA là thủ tục bắt đầu đưa đương sự ra tòa di trú để tiến hành thủ tục trục xuất. Theo hướng dẫn mới, các viên chức của sở di trú USCIS sẽ cấp NTA nếu có bằng chứng gian lận, hoạt động tội phạm hoặc là những đương đơn bị từ chối quyền lợi di trú và hiện ở trong tình trạng bất hợp pháp tại Hoa Kỳ. Hướng dẫn cập nhật này sẽ được áp dụng kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2018 và sẽ ảnh hưởng những hồ sơ được xét sau ngày 1 tháng 10 năm 2018, dù là những hồ sơ đó đã được nộp trước ngày này. Policy Memo mới này, tức là hướng dẫn cập nhật, yêu cầu sở di trú USCIS phải cấp Notice to Appear trong các loại trường hợp sau đây. Trong các trường hợp gian lận có bằng chứng hoặc là đơn đơn lạm dụng bất kỳ chương trình nào liên quan đến việc nhận trợ cấp chính phủ, sở di trú USCIS sẽ cấp NTA ngay cả khi vụ việc bị từ chối vì các lý do khác không phải vì gian lận. Trong các trường hợp vụ án hình sự mà người nộp đơn bị kết án hoặc là bị buộc tội hình sự, hoặc là đã phạm các hành vi được tính là tội hình sự, ngay cả khi hành vi phạm tội không phải là lý do cho sự từ chối, sở di trú USCIS có thể đề cập đến các trường hợp liên quan đến hoạt động tội phạm nghiêm trọng đối với sở di trú ICA trước khi xét xử yêu cầu quyền lợi di trú đang chờ xử lý trước sở di trú USCIS mà không cần phải cấp NTA. Trong các trường hợp sở di trú USCIS từ chối mẫu đơn N-400, tức là đơn xin nhập quốc tịch Hoa Kỳ, và lý do từ chối là không có đạo đức tốt vì tội hình sự. Trong các trường hợp hồ sơ của đương đơn bị từ chối và đương đơn đang ở trong tình trạng bất hợp pháp ở Hoa Kỳ, như trong trường hợp xin chuyển diện với mẫu đơn là I-539 từ diện visa du lịch dạng B1, B2 sang diện visa du học F1. Vấn đề nguy hiểm là vào ngày 13 tháng 7 năm 2018, sở di trú USCIS đã ban hành hướng dẫn liên quan đến sự toàn quyền quyết định từ chối yêu cầu về quyền lợi di trú mà không cần phải đưa ra yêu cầu bổ túc bằng chứng hoặc là thông báo ý định từ chối. Chiếu theo hướng dẫn của ngày 13 tháng 7, nếu đương đơn không nộp đủ những giấy tờ cần thiết với mẫu đơn I-539, để xin chuyển từ diện visa du lịch sang diện visa du học, hoặc là mẫu đơn I-485 để xin thay đổi tình trạng di trú sang thành thường trú nhân, thì hồ sơ xin chuyển diện sẽ bị từ chối mà không được cơ hội để mà bổ túc. Nếu lúc đơn bị từ chối mà đương đơn ở trong tình trạng bất hợp pháp thì sở di trú USCIS sẽ cấp NTA cho đương đơn để mà triệu tập đương đơn ra tòa di trú để tiến hành thủ tục trục xuất. Như vậy thì quý vị nên kiểm tra hồ sơ cho kỹ lưỡng trước khi nộp vào cho sở di trú USCIS để tránh sự việc bị đưa ra tòa di trú xảy ra cho quý vị. Kính thưa quý vị, một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe, cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh.
để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh. Xin trân trọng.